Mua bột sắn dây chất lượng cao ở đâu? Đó là một câu hỏi rất là nhiều bạn quan tâm. Thì mình làm cái video này để chia sẻ cho các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đằng sau mình là cái vườn sắn dây nhà mình, ngay trước cửa nhà mình luôn. Và mình đã làm rất là nhiều video chia sẻ với các bạn rồi. Còn đây các bạn có thể nhìn rõ là cái sắn dây nhà mình cho vào cái hộp này. Nên mình sẽ lấy ra cho các bạn coi này. Nhìn thấy cái viên hạt sắn dây nhỉ? Sắn dây ở Kinh Môn ấy, nhà mình, không chỉ nhà mình mà rất là nhiều người ở đây làm đều gần giống như nhau. Những cái miếng hạt nó sẽ rất là to, nó nhìn nó đẹp, nó sắc cạnh. Và nhà mình bên gần như là mọi nơi ấy, thì mọi người đều, nếu mà thời điểm đang nắng thì nhà mình sẽ sấy nắng, sau đó thì sấy kỹ lên để cho khô, đạt cái độ ẩm khô kiệt, đạt độ ẩm chỉ 0,3% thôi, 0,3% thôi, thì nó sẽ giữ được vài năm không hỏng. Còn nếu mà những cái người mà mới tập tuệ làm bột sắn dây thì mọi người sẽ làm mà không chuẩn, thì cái bột sắn dây ấy, nó đôi khi nó bị ẩm mốc và nó chất lượng nó sẽ không thực sự tốt. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái nơi mà thợ chuyên nghiệp. Ở Kinh Môn Hải Dương nhà mình đây thì mọi người đã làm rơi vào tầm 30 năm rồi các bạn nhé, 30 năm. Vì vậy là cái trình độ làm những cái bột sắn dây này mọi người đều rất là ok luôn. Các bạn có thể đến Kinh Môn nhà nào các bạn cũng có thể mua bột, bà hỏi là mua bột sắn dây nguyên chất nhé. Chứ còn để mà nói thì có rất là nhiều loại bột sắn dây nguyên chất cũng có nhiều loại. Còn ví dụ các bạn bảo bột sắn dây nguyên chất nhưng nó là bột sắn dây nguyên chất kiểu mà bột sắn dây ta pha với cao sản thì lại một giá, cao sản một giá, cao sản vẫn là bột sắn dây nguyên chất nhưng mà cái chất lượng củ nó không cao. Còn nếu các bạn mua bột sắn dây nguyên chất ấy, mà các bạn nói rõ là bột sắn dây nguyên chất Kinh Môn Hải Dương mà ở những người ở nơi đây họ làm thì giá sẽ mắc hơn những cái bột sắn dây nguyên chất ở những nơi khác. Tại sao? Vì giá củ nó sẽ rơi vào tầm gần 30.000 một cân rồi, thì các bạn cứ nhân lên một cái cân bột sắn dây như này để cần đến 5 cân củ thì các bạn biết là nó không thể là rẻ được. Ở đâu cũng thế thôi, cứ 5-6 cân củ sẽ ra một là một cân bột sắn dây. Thì còn ví dụ như những cái nơi mà chuyên trồng một cái loại đặc sản gì đó thì nó sẽ gọi là cái độ thơm ngon ở nơi bột sắn dây nơi đó nó sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều so với những nơi khác đấy. Tùy các bạn thôi, thì các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều nơi. Nếu các bạn nào cần bột sắn dây nguyên chất Kinh Môn 100% thì liên hệ với bên mình nhé. Chào các bạn.